Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện từ chính sách của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp đang là lựa chọn của nhiều thanh niên, trong đó có thanh niên ở vùng dân tộc thiểu số, để tạo sinh kế, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, cũng như cộng đồng nơi họ đang sinh sống. Đây cũng là cách để khơi dậy nhiều tiềm năng, lợi thế ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn này. Vậy làm sao để mỗi thanh niên dân tộc thiểu số có thể tìm ra con đường khởi nghiệp cho mình? Cần có những cái cơ chế, chính sách hay những kênh hỗ trợ nào để thanh niên có thể tiếp cận, làm trợ lực và làm đòn bẩy cho ý tưởng cũng như mô hình khởi nghiệp của mình? Đây cũng là nội dung chính của chương trình tọa đàm ngày hôm nay với sự tham dự của ba vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Kim Quy, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tú, trưởng đại diện tổ chức SJSCO, là tổ chức phi chính phủ với nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số. Và xin giới thiệu anh Giàng A La, đến từ huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình, là thanh niên người dân tộc Mông đang khởi nghiệp tại địa phương ạ. Và xin trân trọng cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tới tham dự cùng chương trình. Và như đã đề cập ở đầu chương trình thì thời gian qua, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp đã dần lan tỏa rộng rãi đến khắp các bản làng vùng cao và đã được nhiều đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số hưởng ứng. Khởi nghiệp đang dần trở thành một xu hướng mới với nhiều cơ hội mở ra cho thanh niên miền núi vùng khó khăn. Chiêu Vũ là xã vùng sâu ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nơi bao đời người dân chỉ biết làm nông nghiệp. Vậy nhưng đang có sự thay đổi với thế hệ thanh niên ở đây như anh Điện. Nhận thấy tiềm năng của cây mắc mật tại địa phương, anh Điện đã mày mò, tìm hiểu và sáng tạo nên sản phẩm heo khô mắc mật này. Tạo ra sản phẩm mới, đầu tư nhà xưởng máy móc, rồi tận dụng thương mại điện tử. Giờ thì sản phẩm khởi nghiệp của anh Điện đã đi được nhiều tỉnh thành, từ Hà Nội đến các tỉnh miền Nam, mang lại hiệu quả kinh tế cao so với làm nông nghiệp trước đây. Sản phẩm khoai mắc mật thì đến thời điểm này thì cũng đã được người tiêu dùng trước tiên là trong huyện, trong tỉnh và cũng đã vượt qua được vùng đất Lạng Sơn là đi đến các cái tỉnh thành ở trong khu vực phía Nam. Đối với cơ sở là mỗi ngày là từ 90 đến khoảng tạ 2 thịt để làm sản xuất phục vụ cho nhu cầu thị trường. Dù là địa bàn khó khăn, song vùng dân tộc thiểu số và miền núi với nhiều tiềm năng, lợi thế đặc thù đang thay đổi suy nghĩ về lập thân lập nghiệp của nhiều thanh niên dân tộc thiểu số. Như cô gái người Mông Hàng Thị Xú ở bản Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Từng nhiều năm tìm cơ hội việc làm ở thành phố, thế rồi những tiềm năng về du lịch ngay trên chính bản làng mình đã thôi thúc Xú trở về và khởi nghiệp với mô hình du lịch homestay. Bây giờ là thời đại 4.0, mình sống ở đâu mình cũng có thể sống được và mình có thể tận dụng tất cả những cái gì mình có để mình có thể phát triển kinh tế tại vùng miền của mình. Thì tôi nghĩ là không có gì là không thể cả, mặc dù là mình có sống ở nơi nào, có khổ như thế nào nhưng mà chỉ cần mình có một cái chí hướng, mình có một cái chí hướng và kiên cường thì mình sẽ có thể vươn tới và với tới được cái ước mơ của mình. Du lịch, nông nghiệp hay bản sắc văn hóa, các đặc sản vùng miền, vân vân, đang là những lợi thế rất lớn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Với ngày càng nhiều những mô hình thành công mang lại hiệu quả cao, là minh chứng cũng đồng thời mở ra những cơ hội và triển vọng khởi nghiệp với các thanh niên dân tộc thiểu số, ngay cả ở những địa bàn khó khăn. Vâng, trước tiên xin được hỏi anh Giàng A La ạ. Là một thanh niên người dân tộc thiểu số thì anh nhìn nhận như thế nào về những cái cơ hội cũng như là những cái thách thức đặt ra khi mà bắt tay vào khởi nghiệp ạ? Bản thân tôi có phát triển một cái mô hình kết nối với ngành ngành dịch vụ du lịch gắn kết với lại nông nghiệp nông thôn. Trong khi đấy bản thân tôi có thiết kế ra những cái chương trình trải nghiệm về văn hóa, các trò chơi dân gian cũng như là cho khách trải nghiệm những cái nuôi trồng những cái rau củ quả mà ở địa phương tôi có, cũng có những cái cơ hội mà trong đó là có những cái thách thức rất là lớn khi mà các bạn là ở cũng như là ở xa để tiếp cận được những cơ chế chính sách cũng như là cũng là thời đại mà chuyển đổi số là mọi người gọi là đó cũng là một cái thách thức rất khó để các bạn có thể tiếp cận mà phát triển cái công việc khởi nghiệp của mình. Vâng, vừa rồi là những cái chia sẻ, những cái góc nhìn từ chính bản thân người khởi nghiệp ạ.
Vậy thưa bà Nguyễn Thị Tú, ở góc độ là tổ chức đang triển khai nhiều cái hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số thì bà có thể phân tích rõ hơn về những mặt còn hạn chế của đội ngũ này khi mà tiến hành khởi nghiệp ạ? SDI Trường đã có một loạt các hoạt động triển khai ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Hòa Bình, Lào Cai và Lai Châu để hỗ trợ các bạn thanh niên dân tộc thiểu số. Trong quá trình làm việc với các bạn thì chúng tôi thấy rằng các bạn cũng có một số cái trở ngại trong cái việc mà thực hiện cái ý tưởng kinh doanh của mình. Cái thứ nhất đó là cái cơ hội tiếp cận thị trường và cơ hội tiếp cận cái công nghệ thông tin còn rất là hạn chế. Bởi vì ở dân tộc thiểu số như các bạn đã biết là cái việc mà bao phủ của Internet tới những vùng sâu vùng xa hiện nay rất là hạn chế. Có những bạn còn chưa có smartphone, có những bạn còn chưa có máy tính và cũng không biết sử dụng Excel như thế nào. Thì sử dụng đây là một cái trở ngại rất là lớn. Cái thứ hai nữa là về trình độ học vấn thì nhiều bạn dân tộc thiểu số, bởi vì các bạn sinh ra ở những vùng đồng bào dân tộc khó khăn, nơi mà tiếp cận thông tin còn hạn chế và các bạn trình độ có bạn còn mới chỉ học hết cấp 2. Bởi vì gia đình rất là nghèo khó nên là cái việc mà các bạn không có cơ hội để học cao hơn. Quan trọng nữa là các bạn lại cũng không có thể tiếp cận được nguồn vốn, bởi vì các bạn còn trẻ, các bạn chưa có kinh nghiệm trong việc, cho nên cái việc mà có thể vay cái nguồn vốn từ cái ngân hàng thì rất là nhiều sự rủi ro. Một cái cuối cùng nữa tôi cũng phải nói đến đó là cái rào cản ngôn ngữ, bởi vì các bạn nói tiếng của các bạn, khi các bạn tham gia vào dự án thì các bạn nói tiếng dân tộc của các bạn và cái việc đấy nó làm rất là khó khăn trong cái việc mà chúng tôi thực hiện dự án. Có thể nói là để thanh niên dân tộc thiểu số có thể khởi nghiệp và khởi nghiệp hiệu quả thì cần rất nhiều những cái yếu tố. Thưa anh Nguyễn Kim Quy ạ, việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thì hiện nay đang được Trung ương Đoàn quan tâm và chú trọng ra sao? Nó thể hiện qua các cái chương trình, những cái chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cụ thể như thế nào ạ? Thì từ năm 2016 thì là năm mà Thủ tướng phát động năm khởi nghiệp quốc gia, thì Trung ương Đoàn cũng đã có phát động triển khai cái chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Và sau đó thì năm 2018 thì Trung ương Đoàn chính thức bắt đầu tổ chức các cái diễn đàn thanh niên khởi nghiệp. Diễn đàn khởi nghiệp này thì sẽ tổ chức cho Thủ tướng và các bộ trưởng sẽ đối thoại, chia sẻ cùng với các bạn thanh niên, đồng thời là các bạn thanh niên và các bạn đã khởi nghiệp thì sẽ đề xuất để đưa ra những cái giải pháp làm sao mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ phát triển hơn. Cùng với đó thì gần đây nhất thì năm 2022 thì Thủ tướng cũng đã ký cái chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030. Thì trong đó thì năm 2023 thì chúng tôi là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đoàn toàn quốc lần thứ 12. Thì trong đó thì chương trình hành động thực hiện nghị quyết cũng đã có những cái chương trình hoạt động cụ thể để làm sao hỗ trợ cho các bạn thanh niên khởi nghiệp và sẽ chia nhóm ra từng đối tượng thanh niên khởi nghiệp. Thanh niên là các bạn thanh niên dân tộc thiểu số thì chúng tôi có chương trình phối hợp với Ủy ban dân tộc thanh niên khởi nghiệp mà đã là doanh nghiệp mà muốn ứng dụng thêm công nghệ để gia tăng thêm cái giá trị gia tăng của sản phẩm, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ. Hay là thanh niên nông thôn mình cũng chia nhóm ra như vậy, thì có những cái nội dung chính sách và hoạt động nó sẽ riêng biệt cho từng đối tượng thanh niên. Vâng. Với những cái kinh nghiệm từ thực tiễn đã hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số thì thưa bà Nguyễn Thị Tú ạ, theo bà chính sách cũng như là nguồn lực hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp hiện nay thì nên tập trung vào các cái hoạt động cũng như là các cái khía cạnh cụ thể như thế nào? Chúng tôi nhận thấy rằng là chúng ta cần phải cùng nhau vào cuộc và cần phải có cái sự hỗ trợ của cả doanh nghiệp nữa để có thể thứ nhất là nâng cao cái kiến thức và kỹ năng cho các bạn dân tộc thiểu số để các bạn có thể tự tin hơn nữa, để các bạn có thể biết tính toán kinh doanh và làm cái công việc của mình một cách nó hiệu quả hơn. Thứ hai nữa là cái hỗ trợ về vay vốn thì làm sao để các bạn có thể tiếp cận được nguồn vốn một cách dễ dàng và không có những cái thủ tục rườm rà, để các bạn từ những vùng sâu vùng xa các bạn có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn. Cái tiếp theo nữa là cái việc mà công nghệ 4.0 khi mà tôi vừa trình bày thì chúng ta cũng cần phải có những cái khóa đào tạo để cho các bạn có thể học được cái công nghệ thông tin từ khi mà ngồi trên ghế nhà trường, để các bạn có thể làm quen và đến khi mà các bạn ra trường thì các bạn có thể sử dụng thành thục những cái kỹ năng và những cái kiến thức cơ bản về công nghệ 4.0. Thế còn ở góc độ là một người khởi nghiệp thì thưa anh Giáng Ala, anh thấy đâu là những cái thứ mà anh cần được hỗ trợ nhất khi mà khởi nghiệp ạ? Tôi thấy là những cái là như chị Tú vừa chia sẻ là rất là cần thiết,
Ví dụ như là mình cần được định hướng cho các bạn trẻ làm sao để các bạn vào phát triển vừa bền vững mà để mang tư duy lâu dài mà có thể giống như chị Tú mà có thể làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương, cũng như là có các tổ chức cũng như là chính quyền đồng hành cùng nhau hỗ trợ giúp cho các bạn trẻ có thể tiếp cận được các chính sách xã hội cũng như là giúp cho đào tạo được cho các bạn trẻ có thể có những cái kỹ năng mềm để mà giúp cho các bạn có thể tháo gỡ những khó khăn khi các bạn tham gia khởi nghiệp. Vâng. Với những cái mong muốn như vậy thì thưa anh Nguyễn Kim Quy, hiện tại thì các cái chương trình, các cái chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Trung ương đoàn thì đang được triển khai cũng như là cụ thể hóa với các hoạt động hay là các cái kênh hỗ trợ cụ thể như thế nào để giúp cho những người khởi nghiệp như là Giàng Ala có thể tiếp cận ạ? Thực ra thì đối với các hoạt động, các chương trình của Trung ương đoàn, Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiện nay thì cũng như ý của chị Tú là cũng rất là trùng nhiều với các hoạt động của Trung đoàn đang làm. Đầu tiên là chúng ta cần phải thay đổi tư duy và nhận thức của các đồng chí cán bộ đoàn hội ở địa phương về công tác hỗ trợ cho các bạn thanh niên khởi nghiệp. Thứ hai là Trung đoàn thì cũng sẽ chia các nhóm nội dung, nhưng mà chủ yếu tập trung vào mấy cái nội dung. Thứ nhất là tuyên truyền cho các bạn thanh niên khởi nghiệp nói chung nhận thức được và hiểu được về các cái chính sách mà hiện nay Đảng và Nhà nước cũng như tổ chức đoàn, tổ chức hội đang hỗ trợ đồng hành cùng các bạn. Thứ hai là tổ chức các cái hoạt động liên quan đến các cuộc thi về tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp nói chung. Và hiện nay thì đối với các tỉnh thành đoàn ấy cũng có rất nhiều chương trình, nhiều hoạt động và nhiều cuộc thi liên quan đến tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp và hỗ trợ cho các bạn. Còn đối với riêng với các bạn thanh niên dân tộc thiểu số thì với Trung đoàn thì cũng đang triển khai chương trình phối hợp với Ủy ban dân tộc là sẽ khuyến khích các bạn là khởi nghiệp tại địa phương. Như bạn Giàng Ala đây là sẽ khởi nghiệp từ chính mô hình của cá nhân mình, đấy là kết hợp với du lịch, quảng bá văn hóa và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp địa phương, và kết hợp với một chút công nghệ về quảng bá sản phẩm hay giới thiệu sản phẩm thì nó sẽ rất là tốt. Cái nhóm thứ ba mà Trung đoàn Trung hội cũng đang làm đấy là tạo một cái gọi liên kết và tạo một cái hệ sinh thái để hỗ trợ các bạn khởi nghiệp. Hiện nay thì Trung đoàn thì có một cái thiết chế, đó là có Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Và ở các tỉnh thành đoàn thì Trung đoàn cũng đã yêu cầu các bạn là sẽ phải phối hợp và xây dựng cái trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở tại địa phương, đặt tại trung tâm hỗ trợ dạy nghề của các tỉnh thành đoàn. Thì trong đó thì các tỉnh thành đoàn sẽ thành lập cái câu lạc bộ và đầu tư khởi nghiệp mà dưới sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, và Trung ương thì có câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Việt Nam thì cũng có nguồn vốn để hỗ trợ các bạn, cũng như là một cái kênh để hỗ trợ các bạn thanh niên trong quá trình khởi nghiệp cũng như là có ý tưởng thì các anh trong câu lạc bộ sẽ hỗ trợ từ đó. Cái thứ ba đó là cái kênh mà hiện nay Trung đoàn đang làm thường niên như lúc đầu tôi chia sẻ, đấy là cái diễn đàn thanh niên khởi nghiệp được tổ chức thường niên là 2 năm một lần. Thì sẽ là Thủ tướng sẽ ngồi đối thoại cùng với các bạn thanh niên khởi nghiệp. Thì đó là một kênh mà có thể nói là phản biện chính sách cũng như là đề xuất các chính sách dành cho các bạn thanh niên khởi nghiệp. Thì Trung đoàn hiện nay đang làm, sang năm sẽ đến làm tiếp. Và cái thứ tư đó là đề xuất các cái chính sách dành cho các bạn thanh niên khởi nghiệp. Thì hiện nay thì qua cái kênh là năm nay sẽ là năm đầu tiên triển khai cái chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho Thủ tướng phê duyệt. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ có những cái nghiên cứu từ thực tiễn như anh Giàng Ala đã chia sẻ, từ chị Tú chia sẻ, đấy là có những cái khó khăn thì cần có những chính sách gì đến từ tổ chức đoàn, tổ chức hội. Đấy là một kênh để mà kiến nghị với chính phủ thay đổi chính sách, kể cả về vốn vay, hỗ trợ thủ tục pháp lý để thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay thì nó sẽ thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình khởi nghiệp. Có thể nói là việc hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp đang rất là được quan tâm với nhiều cơ chế, chính sách rồi các cái kênh hỗ trợ. Song một vấn đề nữa đặt ra đây là làm thế nào để thanh niên có thể tiếp cận
có thể tận dụng được các cái nguồn lực này, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi vốn còn hạn chế về nhiều mặt. Như mình thấy khó khăn nhất là vì mình không được phổ biến, mình không nhận được những cái chương trình của nhà nước. Lúc đấy mình chỉ phải đi tìm, mà những cái mối quan hệ của mình vẫn còn hạn hẹp, mình chưa có những cái mối quan hệ từ đến huyện hay đến cấp tỉnh ạ. Thì khi mà những cái chương trình đấy họ cũng có ít thôi chẳng hạn, thì họ cũng sẽ đầu tư cho những cái bên khác mà chưa đến phần bên mình. Khi mà tiếp cận các cái cơ chế, chính sách, các cái nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước thì bản thân mô hình của tôi cũng gặp một số cái trở ngại, một số cái khó khăn. Đó là khó khăn về các cái thủ tục hành chính cũng khá là phức tạp. Thứ hai là các cái tiêu chuẩn của mô hình thì cũng chưa đạt được. Rồi là các cái quy mô của mô hình thì cũng chưa đảm bảo. Thanh niên dân tộc thiểu số thì một là cái tài sản thu nhập của họ rất là ít. Thứ hai là nếu mà lúc đầu mới đầu khởi nghiệp thì muốn họ lấy những cái tài sản sản đi thuế chấp luôn thì cũng chưa có được, bởi vì là kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất là khó khăn. Vì thế là có những cái chính sách là cho vay tín chấp và không cần thuế chấp. Thứ hai là những cái mô hình nào mà hiệu quả thì có thể cho vay lên đến 100 đến 200 triệu hoặc là 300 triệu. Bởi vì hiện nay thì muốn đầu tư lớn thì phải có nguồn vốn lớn. Phải có một cái diện tích này, thế rồi anh phải có một cái sản lượng này đấy, nhất định, và phải có một cái đáp ứng được cái tiêu chí, ví dụ như giải quyết việc làm cho một lượng người nhất định thì mới có thể đáp ứng được. Thì hiện nay thì trong những vấn đề đấy thì trong điều kiện của huyện và một số những cái thanh niên thì chưa đủ các cái điều kiện đáp ứng được như vậy, cho nên là khó mà tiếp cận, tức là yêu cầu một quy mô nó khá lớn. Đấy, vậy thì có lẽ là chúng ta nên chia gói ra theo cái điều kiện quy mô nhất định để có thể là từng quy mô có thể là giới thiệu được, có thể giải quyết việc làm cho 5 người hoặc 10 người hoặc là 2 người hoặc 3 người, thì chúng ta căn cứ vào cái nhu cầu điều kiện như vậy thì chúng ta có thể để tiếp cận từng cái mức tiền cho vay hỗ trợ, thì như thế thì có thể là nó sẽ đáp ứng hơn. Vừa rồi là một vài các cái ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được từ cơ sở. Thưa anh Giàng A La, bản thân là một thanh niên người dân tộc thiểu số, thì anh thấy là trong cái việc tiếp cận các cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp ấy, thì còn gặp những cái điểm khó hay là những cái điểm hạn chế như thế nào? Đối với bản thân tôi khi tham gia khởi nghiệp thì cũng ở vùng sâu vùng xa thì là rất khó khăn khi tiếp cận được các chính sách hỗ trợ như là nguồn vốn, giống như bạn là Văn Tuấn có chia sẻ, thì khi mà các bạn đi vay vốn để khởi nghiệp thì thành ra các bạn cũng không có tài sản thế chấp, thành ra để mà vay được nguồn vốn đủ thì ví dụ như ít quá thì cũng không đủ để các bạn làm, mà nhiều quá các bạn cũng không có tài sản để thế chấp để các bạn vay được nguồn vốn đấy, để các bạn lấy một cái nguồn tiền đấy làm cái đòn bẩy thì rất là khó khăn để các bạn đấy tiếp cận được cái nguồn vốn. Còn một cái nó là rất khó khăn để tiếp cận được những cái môi trường, giống như anh chia sẻ là những cái môi trường để các bạn vào đấy sinh hoạt tương tác, để các bạn được đồng hành cùng các bạn khởi nghiệp, cũng như là những cái môi trường để các bạn được tham gia để đào tạo. Và tôi thấy là nên có nhiều chính sách đào tạo hơn cho các bạn thanh niên, để các bạn đấy có đủ một cái nguồn lực nhất định cho bản thân để các bạn có thể vững bước trên con đường khởi nghiệp của mình. Vậy thì trong thời gian tới thì về phía trung đoàn sẽ có những cái cách làm, những cái giải pháp như thế nào giúp cho những cái chính sách hỗ trợ khởi nghiệp nó được lan tỏa, được dễ dàng tiếp cận, nhất là ở những cái vùng dân tộc thiểu số miền núi còn nhiều khó khăn ạ? Trước tiên thì trung đoàn đã xây dựng cái hệ thống cái app Thanh niên Việt Nam, trong đó có những hệ thống giới thiệu về các cái gương thanh niên khởi nghiệp cũng như là các cái thông tin liên quan đến khởi nghiệp. Tuy nhiên thì đây mới là bước đầu. Thứ hai đó là trong cái hệ thống tổ chức đoàn, tổ chức hội thì hiện nay đến với tổ chức đoàn, tổ chức hội là sẽ có đến tận cơ sở. Do vậy là tổ chức đoàn, tổ chức hội là sẽ là người đầu tiên đưa thông tin đến với các bạn thanh niên và các thông tin liên quan khởi nghiệp. Thế thì trung đoàn, trung hội Liên Thanh niên Việt Nam cũng sẽ có những giải pháp và đã có để cho các bạn cán bộ đoàn hội ở cơ sở. Như tôi vừa tìm hiểu thì anh Giàng A La cũng đã được các bạn cán bộ đoàn hội cơ sở hỗ trợ, đồng hành cùng trong quá trình mà khởi nghiệp của anh Giang La. Cái thứ ba đó là trong cái hệ thống hiện nay thì ngoài cái
giải pháp về công nghệ thông tin, thì tổ chức đoàn, tổ chức hội cũng cần có giải pháp, đấy là đưa những cái thông tin cơ bản nhất của những chính sách đó lên các cái infographic hoặc tờ gấp, tờ rơi để chuyển đến các bạn thanh niên ở các địa bàn mà có phải không phục phủ sóng, địa bàn khó khăn. Đấy là câu chuyện về đưa thông tin. Thứ hai là trung đoàn cũng sẽ tiếp tục triển khai các cuộc thi, thì thông qua cuộc thi đó để mà các bạn cũng sẽ được tham gia vào cái môi trường để các bạn được tìm hiểu thêm các cái ý tưởng khác, cái hệ sinh thái khác, cũng như là từ cái mỗi một cuộc thi đó thì sẽ liên quan và sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các cái chính sách, về các cái cơ chế hoạt động, những chương trình của chính phủ hay là của tổ chức đoàn, tổ chức hội đang đang hướng đến hỗ trợ cho các bạn thanh niên khởi nghiệp. Và đặc biệt là đối với các bạn thanh niên dân tộc thiểu số thì trung đoàn cũng sẽ phối hợp với Ủy ban dân tộc để triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 21-30. Thì cái chương trình này cũng sẽ là hỗ trợ và tuyên dương, tôn vinh các bạn thanh niên dân tộc thiểu số mà khởi nghiệp tiêu biểu. Đồng thời là các chương trình đó đều có cái chương trình mà hỗ trợ về tuyên truyền và đào tạo cho các bạn kiến thức về khởi nghiệp lập nghiệp. Vâng. Bên cạnh các cái giải pháp nhằm giúp cho các cái bạn trẻ có thể tiếp cận được với các cái cơ chế chính sách thì ở nhiều quốc gia việc tạo lập một cái hệ sinh thái khởi nghiệp cũng được đặc biệt quan tâm. Vậy thưa bà Nguyễn Thị Tú ạ, bà có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề này để có thể tạo lập được một cái hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp mà từ đó nó có thể thúc đẩy, nó có thể khuyến khích, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp thành công ạ? Từ năm 2019, chúng tôi được sự hỗ trợ về tài chính của ngân hàng HSBC thì cái vườn ươm doanh nghiệp ra đời. Đây là vườn ươm ươm mầm tất cả các bạn dân tộc thiểu số và Giàng Ala cũng là một thành viên của vườn ươm doanh nghiệp. Vườn ươm doanh nghiệp này thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao có thể có thể kết nối tất cả các bạn dân tộc thiểu số, không những ở cái vùng dự án của chúng tôi hiện nay đang làm việc là Hòa Bình, Lai Châu và Lào Cai, mà còn các những vùng khác nữa. Thì như bên bạn anh Quy ở bên Trung ương đang trao đổi là hàng năm là có tổ chức những cái cuộc thi thách thức sáng kiến kinh doanh, rồi là cái cuộc giao lưu 2 năm một lần, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể kết hợp thì và có thể làm cho cái tinh thần khởi nghiệp của bạn dân tộc thiểu số và những cái mô hình kinh doanh tốt nữa được lan tỏa không những trong những vùng mà chúng tôi đang làm việc mà còn cả khắp đất nước ở Việt Nam nữa. Thế thì qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng mong muốn là xây dựng những cái mô hình tốt để có thể các bạn trở thành những nhân tố thay đổi và giúp các bạn thanh niên khác trong cộng đồng có thể lan tỏa cái tinh thần khởi nghiệp cũng như là giúp đỡ nhau trong cái việc mà phát triển kinh tế xã hội địa phương. Và từ đầu đến giờ thì có lẽ là chúng ta cũng đã bàn luận nhiều xung quanh các cái chính sách, các cái nguồn lực hỗ trợ cho khởi nghiệp. Song quan trọng nhất có lẽ vẫn là cái tinh thần, cái khát vọng khởi nghiệp từ mỗi thanh niên. Vậy thưa anh Giàng Ala, theo anh thì làm thế nào để có thể khơi dậy khát vọng, quyết tâm khởi nghiệp cho những thanh niên dân tộc thiểu số ạ? Con người vẫn là mấu chốt quyết định cho sự thành công. Bản thân tôi để nhắc là có được ngày hôm nay thì là rất là may mắn là có sự đồng hành của chính quyền địa phương, đó là tất cả mọi người, các thầy, cô, những người chuyên gia cũng như là tổ chức và bên tỉnh đoàn, đó là có nghĩa là mọi người hỗ trợ rất chi là nhiều. Nếu như mà bản thân tôi không tiếp cận được những cái gọi là những cái tri thức, những cái cuộc thi, những cái vườn ươm cũng như là những cái mô hình giúp cho bản thân tôi tương tác thì khả năng là chắc là tôi phải thất bại như là lần đầu khi bắt đầu khởi nghiệp tôi. Mình đã từng làm thì mình xin chia sẻ một cái thông điệp cho các bạn là không gì là không thể, nếu như mà các bạn quyết tâm, nếu mà các bạn có đủ động lực, nếu mà các bạn tìm cho mình hướng đi cũng như là để mà đến được sự thành công thì các bạn đừng có nên đi một mình. Đấy là cái nhân tố để quyết định các bạn thành công hay là thất bại ạ. Vâng, xin cảm ơn Giàng Ala với những cái chia sẻ rất là đầy khát vọng cũng như là truyền cảm hứng của anh đến với các thanh niên dân tộc thiểu số đang trong cái quá trình khởi nghiệp. Và thưa bà Nguyễn Thị Tú ạ, thông qua những cái câu chuyện khởi nghiệp thành công mà tổ chức của bà đã đồng hành thì bà có chia sẻ những cái kinh nghiệm gì để có thể khơi dậy được cái khát vọng khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số ạ? Như Giàng Ala vừa chia sẻ đó là không gì là không thể.
Bởi vì các bạn dân tộc thiểu số thì các bạn cũng có lợi thế hơn những các vùng khác, như các bạn có bản sắc văn hóa dân tộc, các bạn có những cảnh quan, có những cái danh lam thắng cảnh mà có thể thu hút rất là nhiều khách du lịch như Lào Cai và Hòa Bình. Và các bạn hãy biến những cái thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh mình thành những cái ý tưởng kinh doanh để làm sao để có thể, thứ nhất là cải thiện bản thân, cải thiện thu nhập của bản thân, cộng đồng và xã hội. Và một cái thông điệp mà tôi cũng muốn truyền tải tới các bạn Giàng Ala và tất cả các bạn ở trong vườn ươm là tôi rất là khâm phục các bạn, tôi yêu các bạn, và AIA sẽ cùng đồng hành với các bạn trong những năm tới để có thể giúp đỡ các bạn được nhiều hơn và kết nối với cả các nhà tài trợ tiềm năng cũng như là những cái mạng lưới kinh doanh để các bạn có thể giới thiệu cái sản phẩm của mình sang những cái tại địa phương mình và ở trên toàn nước Việt Nam. Thế còn về phía Trung ương đoàn thì cũng sẽ đồng hành và có những cái cách thức như thế nào để giúp cho những thanh niên người dân tộc thiểu số có thể thắp lên được cái ngọn lửa khát vọng khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp và biến những cái khát vọng đó trở thành hiện thực ạ? Đối với góc độ của Trung đoàn, Trung hội Liên Thanh niên Việt Nam thì rất mong muốn các bạn thanh niên và đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số thì các bạn hãy khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của chúng mình. Và các bạn sẽ không vào đơn độc, bởi vì song hành với các bạn đều có tổ chức đoàn, tổ chức hội và các tổ chức như của chị Tú sẽ cùng các bạn trong quá trình khởi nghiệp lập nghiệp. Và khát vọng dám nghĩ, dám làm, và khát vọng dám đưa ra ý tưởng mà không sợ thất bại. Đừng có nghĩ rằng là hơn 90% khởi nghiệp là thất bại. Và chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta không nằm trong cái số hơn 90% đấy, mà chúng ta nằm trong cái số mấy phần trăm thành công thì chúng ta sẽ thành công. Và các bạn luôn nhớ rằng là tổ chức đoàn cũng luôn luôn đồng hành cùng với các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp trên chính quê hương mình đang là một xu hướng được nhiều thanh niên lựa chọn. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi vốn dĩ có nhiều tiềm năng, lợi thế để khởi nghiệp. Cùng với những cơ chế, chính sách hỗ trợ, điều quan trọng là mỗi thanh niên cần thắp lên khát khao khởi nghiệp, đồng thời trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng để tìm ra con đường khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả trên quê hương bản làng của mình. Tới đây thì chuyên mục chuyện từ chính sách ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tới tham dự cùng chương trình. Xin được nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.